TJ Kim chưa có bằng lái xe, nhưng em đã lái máy bay khắp tiểu bang Virginia của Mỹ để tiếp tế trang cụ y tế cho các bệnh viện trong khu vực đang chống chọi với đại dịch corona. Kim, 16 tuổi, đang học tại trường trung học London ở Bethesda, Maryland, biến giờ học bay hàng tuần của em thành nhiệm vụ cứu trợ để chuyển găng tay, khẩu trang, áo bảo hộ và những trang cụ khác cho các bệnh viện nhỏ. Giống như các học sinh trung học khác trên toàn nước Mỹ, TJ gặp trở ngại khi trường học và rất nhiều hoạt động khác nữa bị đóng cửa để ngăn sự lây lan của virus corona. Em bàn với gia đình về cách thức vẫn giữ hoạt động và cách thức phục vụ cộng đồng trong khi em có thi giờ, và họ quyết định thành lập chiến dịch SOS tiếp ứng bằng đường hàng không. Chuyến bay mới nhất của em hôm 4 tháng 4 mang theo 4.000 găng tay, 2.000 bọc che giày, 25 khẩu trang, 20 cặp kính bảo hộ và 10 chai rửa tay khô đậm đặc để cung cấp cho một bệnh viện gần Woodstock. TJ sống tại thành phố McLean, bang Virginia, cho biết: Chúng em cố gắng và làm càng nhiều càng tốt, nhưng thực sự phần khó khăn nhất không phải bay đến nơi hay tìm bệnh viện đang cần trang cụ. Phần khó nhất là góp nhặt các trang cụ này.